Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Thật vậy, niềm vui đó đã tràn dâng trong suốt chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 6 vừa qua. Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Qua những bước chân đầu tiên của những con người vâng theo tiếng gọi của Chúa, đem tin lành đến với Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên của ánh sáng phúc âm cho người Việt Nam. Qua sự lớn lên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, trở thành một trong những giáo hội mạnh mẽ nhất của gia đình phúc âm liên hiệp trên toàn thế giới. Qua hơn 20 dân tộc, đại diện cho các dân tộc trên đất nước Việt Nam đã tiếp nhận tin lành, cùng nhau cất tiếng tôn vinh ba ngôi Đức Chúa Trời trong tiếng ca hùng tráng. Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Qua chặng đường trăm năm của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, với những thăng trầm sóng gió, mà mắt Chúa hằng đoái xem và bàn tay Chúa hằng nắm giữ. Qua công tác của Trường Kinh Thánh và Thánh Kinh Thần Học Viện, nơi những tôi tớ Chúa được đào tạo và sai phái vào trong công trường thuộc linh. Qua những hình ảnh biết nói, những dấu tích lưu lại trên những chặng đường Hội Thánh đã trải qua, nhắc nhở hậu thế về tình yêu và sự thành tín ngàn đời của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Qua những tùy nhân đã đứng lên, dấn thân và ngã xuống vì tin lành trong thế kỷ qua, từ những người gieo hạt giống tin lành cho người Việt đến những tôi con Chúa đã tiên phong trong các lĩnh vực mở mang và gây dựng Hội Thánh, đến những tôi con tín trung của Chúa đã ngã xuống vì tin lành mà Chúa không hề quên và Hội Thánh Ngài cũng sẽ không bao giờ quên, và những thế hệ đã trung tín trên đường chạy để giờ đây là tấm gương khích lệ cho thế hệ kế thừa. Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Qua những công tác của Hội Thánh ngày nay, các ủy ban truyền giáo, cơ đốc giáo dục, y tế xã hội vẫn đang nhờ ơn Chúa tiếp tục công tác mở mang và gây dựng Hội Thánh Chúa tại Việt Nam. Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn qua cộng đồng con dân Chúa người Việt khắp Nam Châu trở về đây chung lời tạ ơn Chúa về sự thân tín và những ơn lành ngày ban qua những thăng trầm của năm tháng. Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn qua nhiều thế hệ nối tiếp và qua những lớp người trẻ đang đối diện với những cơ hội và thách thức trong việc kế thừa và đeo đuổi những khải tượng của Hội Thánh hướng đến tương lai. Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn qua chương trình thánh nhạc truyền giảng dành cho đồng bào thành phố Đà Nẵng với hàng nghìn thân hữu tham dự và hàng trăm người đã đáp ứng lời mời gọi trở về nhà Cha, kinh nghiệm sự bình an, thỏa vui trong nhà Chúa. Quả thật, Chúa đã làm những việc lớn cho con dân Ngài, không chỉ trong suốt 100 năm lịch sử, mà còn qua chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua giữa muôn vàn thách thức, khó khăn.